Xin chào các bạn, tôi đang thì chuẩn bị cho cái lớp tự động hóa doanh nghiệp nền tảng gần nhất. Lớp học này có cái gì giá trị và bạn sẽ nhận được cái gì? Tôi rất là mong chờ bạn đến cái chương trình này. Nếu mà ai đã đăng ký rồi thì hãy hẹn giờ để đến. Thứ hai, còn nếu ai chưa tham dự thì đang lưỡng lự thì đây cũng là một cái video tôi muốn truyền tải đến thông điệp của các bạn. Tại vì rất là nhiều người khi học xong lớp tự động hóa nói với tôi là ước gì là em biết đến cái chương trình này sớm hơn. Và tôi vừa nhận được vài cái tin nhắn của học viên ở trên group lớp tự động hóa vừa xong. Chúng tôi vừa giảng dạy xong và tôi rất là xúc động. Tôi xin chia sẻ với bạn một chút. Bạn Ken NG nói như thế này. Khi kết thúc lớp học tự động hóa doanh nghiệp: "Chào mọi người, đến với lớp với một tâm trạng không thực sự sẵn sàng vì còn đang mải mê lo các phương án chống Covid. Tuy nhiên, mọi thứ đã trở nên tuyệt vời dần qua những từng ngày học. Đặc biệt, khi được thầy hướng dẫn vẽ lại chi tiết roadmap, những gì mình đã làm và sẽ làm trong tương lai, thứ mà mình chưa bao giờ từng dành dù chỉ đôi chút thời gian làm chi tiết. Vừa bồi hồi xúc động vì những gì mình đã trải qua, vừa cảm thấy có thêm được động lực và quyết tâm để thực hiện tiếp chặng đường còn lại vì mình đã thấy được nó gần và rõ ràng hơn. Ngày còn bé đọc ra giả câu "học nữa, học mãi" của Lenin nhưng chẳng hiểu gì về nó cả. Nhưng giờ đây tự nghiệm thấy rằng để bước trên mỗi bậc thang trong cuộc sống đều cần thêm nhiều kiến thức và tri thức. Cảm ơn thầy Hoàng Đình Trọng cùng tập thể PDC đã chắp cánh góp phần nâng những bước chân nặng nề của rất nhiều con người và doanh nghiệp lên những bậc thang cao hơn để chinh phục và thực hiện hóa giấc mơ của mình. Bên cạnh đó, rất vui được làm quen với cùng các anh chị em trong tập thể lớp. Cảm ơn mọi người dù ít nhiều đã mang lại không khí vui tươi, thân thiện, cởi mở trong 3 ngày vừa qua. Trải nghiệm ấy thực sự ngắn ngủi nhưng mình rất hy vọng nó sẽ là một cái bản lề, cái chìa khóa để mở ra tương lai phía trước." Đây là của bạn Kenji khi mà đọc. Đấy. Rất là xúc động bạn đến chương trình của BC là với bao nhiêu những cái nặng nề của cái Covid mang lại. Doanh nghiệp khó khăn, thậm chí bạn 4 lần đập đi xây lại công ty, sở hữu 4 công ty và cuối cùng về hai bàn tay trắng, và bây giờ bạn ấy đã mở ra một cái con đường. Tôi chúc cho Ken NG sẽ có được cái động lực, năng lượng để tiếp bước phát triển trong thời gian tới. Cảm ơn các bạn. Tôi chia sẻ với nhà mình một số người đã học của BC. Cái anh thứ hai đó là Khánh Quân Rúc. Lời cảm tạ. Lời nói đầu tiên cho Khánh gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến thầy Hoàng Đình Trọng đã hết lòng trao trọn bộ giá trị tự động hóa doanh nghiệp. Qua 3 ngày tham gia khóa học nghiêm túc, bản thân em đã nhận được rất nhiều giá trị tuyệt vời. Rất thiết thực, áp dụng được ngay vào doanh nghiệp của mình. Và giờ đây em đã rất tự tin xây dựng quy trình và tự động hóa doanh nghiệp thành công 100%. Trong năm 2021 này, đồng thời gửi lời cảm ơn yêu thương và sâu sắc nhất đến quý anh chị cùng học trong lớp. Quý anh chị rất tuyệt vời và đã kết nối và chia sẻ rất nhiều thông tin hữu ích. Và để hữu ích hơn nữa, có nhiều giá trị cả về mặt tinh thần lẫn vật chất. Hy vọng quý anh chị kết nối hợp tác trên tinh thần win-win với Tổng Công ty Cổ phần World Group. Hiện tại đang hoạt động với 8 lĩnh vực: thủy sản, giáo dục, việc làm, dịch vụ, đầu tư, thương mại, trang trí nội thất, bất động sản. Cảm ơn quý anh chị đã đọc và cảm nhận hết tin nhắn này. Trân trọng. Đấy. Đây là những cái cảm xúc một số học viên đã gửi sau khi kết thúc khóa tự động hóa doanh nghiệp nền tảng. Thì đây là một cái khóa học mà chúng tôi rất là kỳ công tạo ra. Nó sẽ đi vào sâu về những cái hệ thống nền tảng để giúp tự động hóa doanh nghiệp. Nếu bạn làm tốt 5 cái hệ thống nền tảng này thì bạn có thể tuần đến một công ty một hai lần, công ty vẫn chạy tốt mà nó vẫn phát triển, không phụ thuộc vào các bạn. Đấy, nếu các bạn mong muốn thì các bạn hãy tham dự chương trình này. Trong chương trình này nó sẽ có những cái view như là xây dựng các bước để xây dựng hình thành cái đích đến
lớn nhất của doanh nghiệp như là sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi. Đây là những cái big why rất là quan trọng. Đó là một cái lý do lớn, một cái động lực xuyên suốt cho bạn và đội ngũ của bạn. Đó, để tất cả mọi người hướng về mục đích. À, rồi trong chương trình này, cái thứ hai các bạn sẽ sở hữu đó là những cái quy trình 6 bước để xây dựng văn hóa doanh nghiệp mạnh. Làm sao cái tinh thần, cái nhiệt huyết của đội nhóm của mình, bạn có một cái đội nhóm thật là tuyệt vời để chinh phục mọi cái tầm nhìn. Đó. Thì đây cũng là một cái phần rất rất là quan trọng để lúc nào các bạn có một đội nhóm gắn kết, yêu thương, tin tưởng vào lãnh đạo, tin tưởng vào công ty. Và cái thứ ba nữa, các bạn sẽ sở hữu hai cái công thức để thiết lập các mục tiêu, chỉ tiêu chi tiết cho các bộ phận phòng ban. Để nếu nó rất là rõ ràng, để mình không có mặt đấy, anh em đều biết phải có cái đích gì, có cái mục tiêu gì, chủ động để là đội ngũ mình chủ động để đi đến nó, chủ động nghĩ ra những cái chiến lược, những cái giải pháp để đạt được cái mục tiêu đó. Đó. Đấy, thì các bạn sẽ tự động hóa doanh nghiệp. Ngoài ra, trong cái này thì cái thứ tư các bạn sẽ có được đó là cái cách thức để thiết xây dựng một cái bộ máy, một cái sơ đồ tổ chức, một cái mô tả công việc thật là rõ ràng cho các cái vị trí nhá. Để làm sao mà các bạn nhiệm vụ nó thật là rõ ràng cụ thể để bạn không ở đấy nhưng vẫn biết phải làm gì để giúp bạn giải phóng lãnh đạo. Đấy, thì cái đấy là cái phần thứ tư. Cái phần thứ năm nữa đó là các bạn sẽ biết cách mà làm một cái phần rất rất là quan trọng, đó là gọi là các bạn đóng gói cái doanh nghiệp của mình lại để bạn nhân bản ra khắp Việt Nam. Thì cái phần này rất rất là quan trọng. Tôi sẽ giúp các bạn trở thành chuyên gia tư vấn doanh nghiệp để đóng gói cái doanh nghiệp của mình lại. Thì đấy là những cái giá trị chính để làm sao khám chữa bệnh cho chính doanh nghiệp của bạn. Thì đấy là những cái giá trị chính. Ngoài ra có những cái trải nghiệm rất rất là tuyệt vời, tôi không thể nói hết được. Nên là các bạn hãy tham gia chương trình này cùng tôi nhé. Tôi tin là các bạn sẽ không hề hối tiếc đâu. Các bạn sẽ thấy vỡ òa và có những cái trải nghiệm wow vượt sự mong đợi khi bạn kết thúc và trọn vẹn tham gia và kết thúc trọn vẹn chương trình này. Tôi rất mong muốn, không biết nói gì hơn nữa, tôi rất mong muốn bạn hãy đến chương trình này. Hoặc chí ít thì các bạn nếu mà các bạn nào nhá muốn có nhiều cái bài học quản trị hơn nữa thì tôi có làm một loạt các video tôi hướng dẫn các bạn ở trên cái kênh TikTok và cái kênh YouTube của PSAY, có cái đường link ở phía dưới nhà mình, follow kênh để chúng ta gặp nhau thường xuyên nhé. Ok, tôi tin là các bạn mỗi lần xem video xong các bạn sẽ có một cái nguồn năng lượng rất là lớn để bạn hành động trong mạnh mẽ trong thời gian tới. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở chương trình Tự động hóa doanh nghiệp. Đã. Muốn thì hãy làm. Cứ đầu tiên cứ muốn là phải hành động đã. Chắc chắn các bạn sẽ có kết quả.